Trên tay mình đang là cái vợt Nano Flare 700 xanh. Review nhá. Bắt đầu thôi. Như thường lệ, chúng ta lại vào phần thiết kế tổng quan màu sắc bên ngoài cây vợt này. Thì ở đây chúng ta có một cây vợt nổi bật với cái màu xanh. Xanh ở đây nó là màu xanh ngọc. Đó, màu xanh ngọc kết hợp với cái nền, cái tông màu nền là có thể là xanh tím này, xanh tím than, xanh đen. Đó, thì nó là màu xanh, chúng ta gọi chung là một màu xanh tím than đi. Chúng ta gọi chung là một màu xanh tím than đi. Đó, thì cái phối màu này ấy, thực sự là mình nhìn mình khá là ấn tượng. Nó đem lại cái sự hài hòa, dịu mắt. Đó, nó sẽ phù hợp nhiều hơn với đối tượng là những chị em có thể sử dụng cây vợt này với cái phối màu này. Đó, ngoài ra thì ở đây chúng ta có một cái nước sơn nhám. Nước sơn nhám thì nó là xu hướng rồi, xu hướng của các cây vợt ra mắt gần đây của tất cả các hãng Yonex, Nailing, Victor, thậm chí là Mizuno. Đó, nó cũng đều có những cái nước sơn nhám. Về tổng thể đánh giá điểm cho cái màu sắc nước sơn của cây vợt này, mình đánh giá 9 trên 10. Bởi vì sao? Ngoài ra ở đây chúng ta còn có những cái họa tiết của màu trắng này, xám và đen. Đó, ở trên thân vợt cũng như ở trên mặt vợt thì khiến cho nó cũng là cái điểm nhấn của cái cây vợt này. Rồi, chúng ta đến với phần thứ hai, đó chính là phần thông số kỹ thuật trên cây vợt Nano Flare 700 xanh này. Ở đây trên tay mình thì là một cây vợt Nano Flare 700 xanh phiên bản cũ nhé. Phiên bản mới thì hãng cũng đã cho ra mắt năm 2022 vừa rồi rồi. Đó, nó hãng cho ra mắt với hai phiên bản trọng lượng là 4U và 5U. Thì trên tay mình đây là một cây vợt 4U. Có cái mức căng tối đa ở đây là 20 đến 28 pound, nó sẽ tương đương với 9 đến 12.5 kg. Mức căng tối đa là 12.5 kg, rất là cao rồi. Phù hợp với tất cả người chơi từ phong trào đến chuyên nghiệp, dù có lực cổ tay khỏe đến đâu thì cây vợt này cũng vẫn có thể đáp ứng được với mức căng nhé. Đó, cán cầm G5, G6 thì nó là cái cán cầm tiêu chuẩn của người Đông Nam Á nói chung rồi và người Việt Nam nói riêng. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự vừa vặn khi mà cầm vào cái cán cầm này. Đó. Tiếp theo chúng ta có một cái thân vợt có độ cứng trung bình. Thân vợt độ cứng trung bình nó sẽ là, tức là nó sẽ có độ dẻo, nó sẽ trợ lực tốt cho người chơi, cho những cú phản tạt tì đè nhanh trên lưới, thậm chí là những cú đập cầu, thì cái thân vợt này hoàn toàn có thể trợ lực cho anh em được. Bên cạnh đó thì điểm cân bằng ở đây là mức cân bằng. Cây vợt này nó thiên về cái lối chơi cung thủ toàn diện. Đó, về tổng thể thông số kỹ thuật thì mình đánh giá đây là một cây vợt có cái trọng lượng nhẹ này, thân vợt có độ đàn hồi tốt, trợ lực tốt cho anh em. Điểm cân bằng là cân bằng, không quá cao, không quá thấp, nó dễ chơi. Rồi, đó là về thông số khô khan của nhà sản xuất công bố. Thì tiếp theo chúng ta lại đến với cái phần công nghệ nổi bật trên cái vợt này. Ở trên cái dòng vợt Nano Flare 700 ấy, thì mình sẽ nhấn mạnh vào cái công nghệ sử dụng vật liệu than chì trên cái vợt này. Đó chính là cái công nghệ Sonic Flare System. Đó, cũng sử dụng vật liệu than chì áp dụng trên toàn bộ cây vợt, giúp cho trọng lượng tổng thể của cây vợt nhẹ đi này. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được độ cứng, độ bền. Nó sẽ giảm cái độ dày của khung vợt. Đó, cái khung vợt nó sẽ được thiết kế dạng vát về hai phía. Cái phía mà tiếp xúc với gió ấy, tiếp xúc với sức cản không khí ấy, nó sẽ vát nhỏ đi. Đó, nó sẽ giảm cái tối đa cái lực cản của không khí khi mà anh em vung vợt. Tuy nhiên thì có một cái đặc trưng trên cái dòng vợt Nano Flare ấy, của hãng Yonex, đó chính là cái khung vợt ấy. Về cái phần tiết diện mà tiếp xúc trực tiếp với gió khi mà chúng ta vung vợt ấy, thì nó làm rất là mảnh, mảnh về hai phía. Tuy nhiên xét về cái độ chiều ngang khi anh em nhìn vào ấy, để anh em nhìn trực diện vào như thế này. Đó, thì khung vợt rất là dày, khá là dày. Nó to bản hơn những cái cây vợt thuộc dòng vợt khác của hãng Yonex. Đấy, đây là cái đặc trưng của dòng Nano Flare trên của dòng Nano Flare của hãng Yonex. Đó, nó sẽ thiết kế cái khung vợt khá là dày. Tuy nhiên thì cái phần tiếp xúc trực tiếp với
với không khí ấy, thì nó sẽ được vát vát về hai bên đó. Điều này nó sẽ giúp làm giảm tối đa cái lực cản của không khí khi mà anh em vung vợt, giúp tăng cái tốc độ vung vợt lên đáng kể đấy. Rồi, công nghệ tiếp theo ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là sử dụng cái vật liệu M40X. Đây là một cái công nghệ sử dụng vật liệu carbon mới. Nó sẽ giúp tăng cái độ khỏe khoắn, tăng cái độ đàn hồi cho thân vợt cũng như là mặt vợt. Chính vì thế mà chúng ta thấy là cái vợt này chịu được mức căng khá là cao, 12,5 kg. Bên cạnh đó thì hãng vẫn trang bị những cái công nghệ tiên tiến nhất áp dụng trên hầu hết các cây vợt cao cấp của hãng Yonex. Có thể kể đến ở đây chúng ta nhìn thấy Isometric, một cây vợt mở rộng cái vùng điểm ngọt. Công nghệ này mở rộng cái vùng điểm ngọt ra và cho anh em cái vùng tiếp xúc cầu lớn hơn, tiếp xúc dù lệch tâm vợt thì vẫn cho anh em cái lực vào tối đa nhất. Nó tiếp theo công nghệ mà chúng ta quen thuộc, mà chúng ta nhìn thấy ở đâu đó trên các cây vợt cao cấp của Yonex rồi, đó là công nghệ Super Slim Shark. Đó, công nghệ này được áp dụng trên thân vợt. Nó sẽ có một cái thân vợt mảnh này, tuy nhiên nó vẫn giữ được độ cứng, độ đàn hồi tốt. Ngoài ra nó còn trợ lực tốt cho anh em nữa. Đó. Về tổng thể công nghệ nổi bật ấy, thì đây vì đây là một cây vợt cao cấp, cây vợt đầu bảng của dòng Nano Flare nói riêng và của Yonex nói chung. Do vậy mà hãng vẫn trang bị tất cả những công nghệ tiên tiến nhất của hãng Yonex rồi. Không có lý do gì mà một cái vợt cao cấp mà lại lược bỏ đi những cái công nghệ đó cả. Bởi vì những công nghệ đấy nó là cần thiết, ví dụ như Isometric, đó, nó là cần thiết. Hầu hết tất cả các cây vợt cao cấp của hãng Yonex đều được áp dụng công nghệ này. Đó. Thì mình sẽ nhấn mạnh ở đây một cái điểm nổi bật khi mà chúng ta nhắc đến cái cây vợt Nano Flare 700 xanh ấy, đó chính là cái công nghệ than chì. Nó sử dụng vật liệu than chì mới mới nó sẽ giúp tổng thể cây vợt nhẹ đi này, giúp cho cái tăng cái khả năng linh hoạt, cái tính đàn hồi của cây vợt khi mà anh em sử dụng. Tuy nhiên thì đó cũng là một đó là cái điểm mạnh và nó cũng là một cái điểm yếu trên cây vợt này. Yếu tại vì sao? Như mình đã chia sẻ ở cái clip trước review cây vợt Nano Flare 700 đỏ ấy, thì mình sẽ có một cái clip so sánh hai cái vợt này xem nó khác biệt với nhau như thế nào. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ nói về cái vật liệu đi. Thì mình chắc hẳn là rất ít anh em, mà thậm chí là chưa có anh em nào bật mí cho các bạn về 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 cái chất liệu than chì trên cây vợt này. Đó. Mình đã từng sử dụng Nano Flare 700 đỏ và đã gãy. Đó, thì ở đây cái vật liệu than chì đấy nó làm giảm trọng lượng đi, làm cái khung vợt nhẹ đi, cái tiết diện của khung vợt ấy nó mỏng đi, thì chính vì thế mà cái khung vợt nó sẽ mỏng, rất dễ gãy, rất dễ gãy. Mình đã gãy rồi và mình đã nhìn thấy cái khung vợt rồi, mỏng hơn hầu hết tất cả các cây vợt khác của chúng đấy. Tuy nhiên thì đổi lại sao, đánh rất sướng, thoát tay. Đặc biệt anh em nào mà dừng sử dụng thường xuyên sử dụng cái lực cổ tay ấy, thì mình đảm bảo với anh em là những cây vợt Nano Flare 700 ấy nó rất là phù hợp với anh em. Đó, công thủ toàn diện. Thậm chí là anh em có thể nhìn thấy cái vận động viên Wang Chilin người Đài Loan ấy, họ sử dụng anh ấy sử dụng hai cây vợt cùng lúc, Nano Flare 700 xanh, Nano Flare 700 đỏ cùng lúc. Đó thì các bạn có thể nhận thấy những cái điểm mạnh của Wang Chilin là những cú đập cầu rất uy lực như ném gạch luôn đó, và sử dụng cả hai cây 700 xanh và 700 đỏ đó, thì cho chúng ta thấy là cây vợt này ngoài khả năng đánh lưới, khả năng phản tạt tốt ra thì nó còn cho những cái cú đập cầu cực kỳ uy lực. Ngạt mũi mệt quá anh em ạ. Đó thì vừa rồi chúng ta đã đi qua cái phần review nhanh cây vợt này rồi đó. Anh em thấy cây vợt này như nào, màu sắc nước sơn ra sao, có anh em nào đã chơi cái vợt này chưa, cảm nhận về nó như thế nào, hãy cùng comment để lại comment phần bên dưới nhé. Link của sản phẩm này và giá thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé, anh em tham khảo kỹ ở đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Mình phải đi uống thuốc. Ok, bye bye.